Dạo này thời tiết nắng nóng quá các bác ạ. Nên nay thì em với thằng Nam là định đang định đi kiếm ít dây leo về để trồng xung quanh cái AV này đây. Cái con sa xả nó bay ra chưa về Nam? Nó bay ra, nó bay mất rồi. Bay chả lên biết đồi nó cả. Bay đi đâu rồi. Còn nghe tiếng kêu nó thôi. Nhưng mà chả biết nó ở đâu. Trước thì nó bị sổng ra các bác ạ, xong nó bay đi bây giờ vẫn chưa thấy về, đi 2 ngày. Có hôm còn thấy nó bay tít trên trời ấy. Có khi ngày mai ngày kia nó về đấy. Cái gì? Gì đấy? Thôi đi thôi Nam, lên đường đi kiếm ít dây leo về trồng thôi. Xuống đằng kia ấy, ra góc đằng kia. Đây này, lột đây này. Lột lấy nhiều vào. Trồng vào chỗ thành bể ấy. Chỗ này thì nó leo lên thì đẹp đấy, chỗ đấy ấy. Nhổ được không? Nhổ thoải mái đi, chỗ này dễ sống mà. Xong tí nữa mình đi vào rừng kiếm ít cái dây rừng nữa. Trồng nhiều loại ấy. Ngày mai mình sẽ làm thêm một cái AV nhỏ để nuôi khấu. Làm ở ngoài chỗ ấy, chỗ góc cái chim ấy. Làm yếu quá này. Dễ sống mà, trầu này. Đấy. Thì nó đánh xe máy rồi vào rừng làm ít dây rừng nữa nhỉ. Đây. Trồng vào đấy cho nó được. Ui. Đây. Cái này được gì nhé? Đây Nam bỏ dép. Nam bỏ dép xuống nhổ dễ nhá, nhổ từ dễ lên nhá. Chủ yếu là được cái rễ của nó ấy. Để kiếm ít dây leo này. Loại này đẹp đấy các bác. Cứ cầm lấy. Nhổ được rễ nó ấy. Về dễ sống. Cái này về cho nó lên bờ rào ấy là đẹp đấy nhỉ. Đây này, được dễ nữa này. Đây. Chủ yếu là dễ thôi. Về mình ươm dần. Cái trên nó không cần. Được dễ là được. Cái này á. Ừ. Rồi đã lấy đủ bằng này. Trồng tạm bằng này xem sống không đã rồi ấy, trồng thêm. Đây khu vực này đây các bác ạ. Khuôn viên này em sẽ dùng để hàn cái lồng. Đấy, hàn đến chỗ cái gờ kia để nuôi khấu, nuôi cặp khấu với lại cặp đa đa. Rồi trồng ít trầu vào cái khu vực này cho nó leo lên cái thành bể này. Này á. Đây, cho ít lá trầu vào đây. Lá mưa hôm trước trồng là sống rồi đấy này.
Không hiểu. Nó xây bằng vong này đó. Quá nhỉ. Nó lùng nhùng rồi. Nó lại ấy nó rộng rạp. Đấy, đặt tạm xuống. Như này. Là mưa sống khỏe đây này. Chờ có thịt chó thôi. Chờ có thịt chó là ngon đấy. Rồi tạm thời thì trồng bằng đấy đã các bác ạ, xem nó có sống khỏe không. Những cái cây trầu với lại cái cây dây leo ở gần nhà ấy thì khả năng sống thì 100%, còn lại cái cây dây mà lấy trong rừng ấy thì chắc không khả thi. Nam nhỉ? Đúng đấy. Ở đây có cái cây dưới nó mọc tự nhiên ở trong cái lồng AV này đẹp. Mà nó lại còn uốn. Ngày mai mình thiết kế thêm cái lồng ngoài kia để ấy, nuôi thêm cặp khứa với lại cặp đa đa, nếu rộng ấy thì cho thêm cả cặp cô gáy vào nữa, nuôi những cái con nó dễ sống thôi, còn một số con khó sống thì mình ấy không nuôi. Chim cút có nuôi dễ không? Cút thì quá dễ chứ, nhưng mà nuôi làm gì cút đấy, nó có gáy có hót gì đâu. Nuôi mà lấy trứng nhá. Thiết kế ngoài đấy nuôi vài cặp chim cảnh, chim hót vào để nghe hót. Thì video này của em xin tạm dừng ở đây. Hẹn gặp lại các bác ở những video sau nhé. Các bác xem video nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng em nhé. Chào các bác.